đây rất nhiều những cái đầu lòng ngon. Đấy, sau đó là tràng này. Đấy, thì ngon không? Sau đó là đến bách ngăn. Tiếp theo đó là thêm cái món này là đợt trước chị không làm nhưng bây giờ mới làm, đó là món khấu đuôi trao dạ dày. Đây, cái này thì chị bán 1 cân là 100.000 nhé, riêng về rồi. Thập cẩm. Nhà này hay ăn ở đây. À. Đấy, 100.000 nữa. Đầy đặn luôn. Sao ăn nhẹ nhỉ? Nhỏ nhỉ? Chào các bạn nhé, cảm ơn các bạn đã quay trở lại video tiếp theo của mình. Hiện tại bây giờ mình đang có mặt ở trên đường Trần Đăng Ninh và hôm nay là đầu tháng. Xin phép đến đây giới thiệu cho các bạn một quán cháo lòng của chị Tú Uyên. À, tầm này mình đến còn sớm sớm, bạn nhìn thấy không, không gian ở phía trong đây. Đấy, phía trong cũng có khá là nhiều bàn của các chú ngồi rồi. Nào ghé đến cái khu vực này đi nhé. Đấy, chúng ta có thể nhìn thấy ở đây rất nhiều những cái đầu lòng ngon. Đấy, sau đó là tràng này. Đấy, thì ngon không? Sau đó là đến bách ngăn. Tiếp theo đó là thêm cái món này là đợt trước chị không làm nhưng bây giờ mới làm, đó là món khấu đuôi trao dạ dày. Đấy, còn ở phía trên này là một cái khu chị để những cái nồi sắp cũng như là nồi cháo trên này. Tầm này đây, các chú vẫn tiếp tục di chuyển đến quán. Mình thấy khá là nhiều các chú có tuổi đến đây để ăn. Đồ xin rất là ngon. Đây, vừa mới hết đây, một nồi cháo vừa mới hết xong, để đổ thêm. Đây bây giờ đấy, mà chị mang cái kia đây cho họ rồi đúng không? Bây giờ nước canh. Bát mì lòng. Bỏ mẹ rồi đấy, anh Thành. Đợi lắm. Đợi kia mì à, gần có tình nước ấy. Đấy, đang làm một cái đĩa thập cẩm. Thêm 2 bát nước chấm, 1 bát mắm tôm. Đây, không gian ở trong đông ấy. Chị bán thêm cả trên tầng 2 nữa nhé. Ở đây là tầng 1 thì có mấy bàn thôi. Này bắt đầu thêm khá là nhiều những thực khách bắt đầu di chuyển đến quán nhé. Trên này chị làm sẵn những cái bát tiết canh này. Đấy, mình đến mình chưa kịp nhìn lắm. Đây những bát tiết canh đem về. Thank you.
một đĩa lòng, bát cháo, bát tiết canh. Tầm này mọi người ngồi đông lắm. Đây là khách gọi thêm, khách ngăn nha các bạn nhé. Ăn thêm. Đây có khách ăn nguyên lòng non. Vâng. Chắc anh phải ăn đây mấy lần đấy nhỉ? Ăn như quen. Lấy lòng gà. Vâng, anh cho em tí toàn lòng gà. Nhìn thấy ngon không? Ừ, đây kia bắt đầu chị mới sắp cái lòng bắt đầu mới nóng hổi nó đổ vào đây. Em với mọi người về nhà chỉ có thế mà ăn thôi. Bảy mươi nghìn nhá. Ui, 70 nghìn nó đầy đặn này nhỉ. Nó đầy đặn. Chị gái. Và một trong những quán cháo lòng ngon ở Lạng Sơn. Bạn nào chưa từng thưởng thức thì ghé đến quán của chị nhé. Có địa chỉ là 233/3 đường Trần Đăng Ninh. Đấy. Bây giờ video mình xin tạm dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái số tiếp theo của mình nhé. Bye bye.